Hai mọi người, chào mọi người đã đến với thế giới GTA của mình, GTA Vice City. Đây chính là bản full HD, súng, tiền, đạn, máu đầy đủ của Vice City. Người ta còn gọi là GTA 2 đó. Tuyệt vời luôn. Nguyên một đám hỗn loạn ở đây, mình sẽ tiêu diệt nó. Ở đây giống như hang ổ của Mafia vậy đó. Tại vì mình cũng giống như là một thành viên của nó vậy. Để mình chỉnh cái mã súng trước ra. U T-T-E-R-T-O-L-S. Ok. Như bấm phím N là nó ra xe các bạn. Này. Bấm phím N. Đây. Sẽ lên xe. Rồi xuống xe đi. Mình sẽ lên tiêu diệt đồng bọn của mình. Chưa quá đi. Chạy ra. Chưa ở đây chưa. Gì mà nó còn nói chuyện được. Đã tiệt. Chết mẹ cho nó khỏe đi. Good. Wow, tiền à. Còn đám kia trốn đâu hết đây. Ôi, xe này nổ nha. Wow, quá đã. Tuyệt vời. Xe đời mới, xe xịn. Đây còn một em nữa. Good. Rồi, nhiệm vụ của mình là sẽ đi làm cho lên 6 sao, khi nã 6 sao. Bài lên. Mình sẽ làm cho tiêu diệt thành 6 sao cũng được. Mày đụng tao hả? Mày đụng tao hả con? 4 sao các bạn ơi. 4 sao rồi. Cố lên, cố lên. Quá tuyệt. Qua wow, 5 sao, 5 sao rồi. 5 sao rồi. Còn 1 sao nữa. Ý thằng L này sao bắn không chết. Yes. Tưởng nó mày không ngẫm nữa chứ. Bộ Mafia nè. 6 sao rồi, 6 sao rồi. Yes. Quá tuyệt.
sáu sau là có xe tăng lại đón tụi mình luôn á. Lên xe đi chắc ăn. Wow, đụng xe tăng tự dặn luôn rồi. Đụng xe tăng tự dặn luôn. Không cho mày cứu đâu, không cho tụi mày cứu luôn. Mafia lại đây, trừ khử mafia luôn. Mafia hả em? Cho mafia ngủm luôn. Năm sao rồi. Năm sao. Good. Quá tuyệt. Not